thưa quý vị, trong ngày hôm nay, thời tiết trên đất liền khá nắng giáo, phù hợp với các hoạt động vui chơi ngoài trời hoặc tham quan du lịch của người dân. Cụ thể, tình hình thời tiết các vùng trên cả nước diễn biến như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 7 tháng 3 có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Riêng Đông Bắc Bộ có mưa phùn, đêm và sáng sớm trời rét. Nam Bộ và các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Trên biển vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4,5 mét. Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2 đến 4 mét. Dự báo thời tiết chi tiết các tỉnh thành trên cả nước. Ngày 7 tháng 3, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết ngày 7 tháng 3, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh có mây, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ phía tây bắc bộ đêm mưa nhỏ vài nơi sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ giải rác trưa chiều giảm mây hồng nắng gió nhẹ đêm và sáng trời rét nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ có nơi dưới 15 độ nhiệt độ cao nhất 23 đến 26 độ có nơi trên 27 độ phía đông bắc bộ mưa nhỏ vài nơi sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ đêm và sáng trời rét nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất 23 đến 26 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm mưa rào vài nơi ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Do ảnh hưởng của gió Đông hoạt động trong 2 ngày 7 ngày 8 tháng 3, khu vực phía Đông Bắc Bộ của miền Bắc chuyển sang thời tiết đêm và sáng có mưa phùn, mưa nhỏ và sương mù rải rác, độ ẩm trong không khí tăng cao, trời rét về đêm và sáng. Ngày 9 đến ngày 10 tháng 3, khu vực hưởng nắng, nhiệt độ tăng nhanh lên mức cao nhất 31 độ, người dân có thể cảm thấy oi nóng. Ban đêm, mức nhiệt cũng tăng nhẹ lên ngưỡng 21 độ. Dự định hình thế thời tiết từ nay đến ngày 15 tháng 3, cơ quan khí tượng cho biết, áp cao lạnh lục địa tiếp tục di chuyển ra phía đông, suy yếu và biến tính. Khoảng ngày 8 đến ngày 9 tháng 3, khả năng tăng cường yếu trở lại, sau đó dịch ra phía đông và suy yếu nhanh. Khoảng 2 đến 3 ngày cuối áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường mạnh trở lại trên cao nhánh phía tây của áp cao cận nhiệt đới tiếp tục phát triển hoạt động mạnh dần lên